Xin mời các sếp lên để có thể trải nghiệm trước được các sản phẩm của chúng tôi ạ. Em xin mời các sếp ạ. Cho xin tí cà phê, đang buồn ngủ quá. Cho ly đen không đá không được. Dạ, đây là một loại cà phê trái cây, thì tụi em có cà phê đậu xanh. Các sếp có thể lấy điện thoại ra quét QR code màn hình mình. Thì không có điện thoại thì sao hả em? À dạ, sếp không mang điện thoại đấy. À dạ vâng, để anh mình. Ở đây order trên này luôn. Dạ order trên ngay chính cái điện thoại. Làm sẵn vào đấy rồi luôn. Toàn bộ bọn em đã mặc định ở trong này hết. Ở trong cái phần này hết. Đây gọi anh order một cái khoai môn nhá. Vâng, bây giờ cho một cái cà phê không đá, không đường, không trộn gì cả, cà phê nguyên chất được không? À đấy, bấm đây là nó ấy. À. Dạ, em mời anh. Thì hiện nay bọn em có cả là cà phê hộ cái cho ly cà phê không đá không được, nguyên cà phê pure. Không đá không được, ở đây lại không có không đá không được. Ở đây không đá, không đá không được. Cà phê trái cây à? Tại vì cái có không đá không đường nhưng bọn em lại không xét ở trong cái này hôm nay. Dạ có xác nhận. Sao ly làm ly. Đọc em xanh khoai môn. Em khoai môn đi. Dạ, khoai môn đi. Khoai môn nhá. Cho cái cốc. Bán hàng đắt quá. Chuẩn nó order luôn á hả? Đây khoai môn này. IoT IoT. Đây anh dạ. đây có khoai môn nóng cho anh Phú này. Anh Phú đúng khoai nóng. À tất cả là em đã ra sản phẩm đóng gói đấy rồi đấy hả? Có đầy đủ hết ạ. Đi, long quay về. Cà phê mà lại trộn cái này. Bạn tính tiền bằng cách nào? Ví dụ xác bình vừa rồi bị trừ tiền vào Momo chưa? Không, cái này là chỉ bấm để biểu diễn việc order. À
À dạ không ạ, bọn em đang mặc định là không đồng. Bạn đã cài, bạn đã cài NextPay chưa? À, NextPay và ZaloPay. NextPay cơ. À NextPay dạ chưa? Chưa. Dạ sắp tới có thể là nhờ sếp Bình hỗ trợ. NextPay là tên công ty. Offer của em là 30 tỷ cho 35%. Bao nhiêu? 35. Nhưng mà sao em đánh giá công ty quá cao vậy thì làm sao mà... Chị rất là thích đấy nhưng mà cao quá. Mà vào như thế này thì chị chả hiểu là chị vào để... Để làm gì nhỉ? Vào để đốt tiền. Mà đốt tiền thì chị lại không có nghề đốt. Không nghề đốt. Chúc may mắn em. Chúc em thành công nhé. Chị sẽ là khách hàng của em. Dạ. Dạ, cảm ơn các sách. Cảm ơn ạ. Ngon quá cà phê, mình xin ly nữa được không nhỉ? Ok, lên ngay. Order một ly nữa cho chị đi Bình ơi. QR cho anh xin lại một cái đậu xanh nha. Cho ly anh thích nhé. Đậu xanh thôi. Mà để em order bằng cái gì? Cho ly đậu xanh Bình ơi. Uống cái này mà không cà phê sao uống được. Đậu xanh à? Ok, anh tưởng là nãy mình bộ order. Đây mình quét ở đây. Quét đấy là demo thôi. Ok, mình thử thôi gì. Demo thấy mà... Đây mời sắc, em làm bartender. Có một cái gì ạ? Đậu xanh đi, thử trước đấy khoai môn rồi. Wow, cái đậu xanh ngon thiệt liêng. Đậu xanh ngon nhỉ? Sắc Phú thế nào cũng lại ra cà phê Richie đậu xanh. Sắc Liên uống không nhỉ? Hả? Chị uống gì? Chị khoai môn á. Không có đầu tư tính tiền á.